thế còn móng mềm nữa, móng mỏng rồi, móng dày rồi, bây giờ móng mềm thì như nào? Cái bạn nào mà móng móng tay của bạn mềm ý, thì nó lại là thể hiện là cái người, kể cả là nam hay nữ, các bạn đều là những người mà nhu nhược, các bạn đều là những cái người mà cái tính tình của các bạn nó nhu nhược, là cái người nhu nhược là cái người mà hay ỷ lại, dễ dựa dẫm, mà là những cái người mà không có cái tính độc lập, thiếu đi cái tính độc lập. Các bạn cứ để nếu mà mềm, còn bạn nào móng tay của bạn nào mà cứng ý, thì các bạn thường là những cái người mà những cái bạn này thường là những cái người mà làm cái gì thì bạn có cái sự bền bỉ, các bạn đều là những cái người mà kiểu như là kiên nhẫn ý. Các bạn đều là những người dũng cảm, nhưng mà những cái bạn móng mà móng tay cứng ý, thì các bạn cũng đôi khi các bạn cũng là những cái người mà khá là ích kỷ, bạn có một cái gì đó là ích kỷ này, là kiểu như là cái người nghiêm nghị, là cái người ích kỷ. Ừ, nhưng mà các bạn cũng là những cái người mà có cái sức khỏe tốt, nó dồi dào. Ừ. Nói chung là móng cứng thì là những người khỏe mạnh rồi, là những người khỏe mạnh mà sức khỏe là tốt, các bạn càng khỏe càng tốt. Còn móng tay mà bạn nào mà móng tay kiểu như là móng tay của bạn nó giòn ý, những cái người mà có cái móng tay mà nó giòn mà nó dễ gãy, thì những cái người này họ cũng là những người nhu nhược, những cái người này họ cũng là những cái người mà hay ghen tị, cái tính tình thì cũng dễ thay đổi. Bạn cứ để ý, bạn làm móng tay mà giòn ý, các bạn thường là như vậy. Và đôi khi nếu như mà cái móng tay của bạn mà nó mà giòn nhưng mà nó lại kiểu như là nó khô ấy, thì bạn lại là những cái người mà dễ cáu giận, dễ nổi giận, dễ cáu giận. Bạn là cái người mà kiểu như là người ta gọi là cái gì nhỉ, thiếu biết kiểm soát, thiếu cái chừng mực ấy. Ừ, thiếu thiếu cái mực thước ấy, cái kiểu là như vậy. Còn cái bạn nào mà móng tay của bạn nó hay có nhiều những cái kẻ sọc ấy, thì các bạn thường là những người có nhiều kiến thức, các bạn thường là những người nhanh trí, các bạn thường là những cái người mà về cái trong về những cái lĩnh vực mà tâm linh thì các bạn tương đối là nhạy bén. Xin chào quý vị và các bạn nha. Từ cái móng tay thôi, từ cái móng tay thôi, cái móng tay ấy, nó cũng tiết lộ cái tính cách của các bạn. Móng tay tròn thì là như thế nào, móng tay vuông thì là như thế nào, dài như thế nào, móng tay nó dẹt nó ngắn thì là như thế nào, hình thang như thế nào, hình tam giác như thế nào, nó cứng hay là nó mềm, nó tần tật, nó đều nói lên cái tính cách của các bạn. Nó nói lên cái ưu điểm, cái nhược điểm của các bạn, nói lên cái sở trường của các bạn. Mình nói với quý vị là như thế này này, các bạn hãy nhớ là thế này nhé, các bạn cứ luôn nhớ là thế này, là đường này. Ở đời mình muốn làm cái gì thì mình làm, nhưng mà cái quan trọng ấy là mình phải hiểu được bản thân mình. Trước tiên là mình phải hiểu được cái bản thân mình. Mình phải biết được mình là cái người như thế nào. Mình có phải là cái người mà có cái sức bền hay không? Cái ưu điểm của mình làm được cái gì? Ừ, mình thích cái gì, mình ghét cái gì? Cái gì nó làm cho mình hăng say, cái gì nó làm cho mình hứng thú? Cái gì nó làm cho mình tụt hứng, cái gì nó làm cho mình sợ? Cái gì làm cho mình khó chịu là mình phải biết. Nói chung mình phải biết cái tính cách của mình. Bạn càng hiểu bạn bao nhiêu ấy, thì cái cuộc sống của bạn ấy nó càng dễ thành công bấy nhiêu. Sợ nhất là cái người mà bản thân mình còn không biết. Đến bản thân mình mà mình còn không biết thì làm sao mà mình biết được mọi người. Mà cái bản thân mình không biết thì mình không bao giờ mình làm được cái gì. Làm cái gì à, làm đâu hỏng đấy. Làm đâu là hỏng đấy, đi là đi sai đường luôn. Bạn nhớ là thế này nhé, cái cuộc đời, cái cuộc sống này, nhiều người người ta, cái phần lớn là nhiều người người ta chưa hiểu hết được cái bản thân của người ta đâu. Ừ, người ta chưa hiểu hết được bản thân của người ta chưa biết được cái cảm xúc của người ta nó là như thế nào. Họ thậm chí họ chưa biết là cái khí chất, cái khí chất của họ là như thế nào, cái tố chất là như thế nào, cái bản chất là như nào. Họ chưa hiểu hết, nhiều người.
Đôi khi trong những cái vấn đề mà người ta gọi là trong những cái vấn đề mà về cái nghiên cứu bộ não ấy, từ những cái ý thức, cái tiềm thức, cái vô thức họ còn chưa hiểu. Nhiều cái những cái kiến thức cơ bản họ còn chưa hiểu. Mà mình nói nếu mà chưa hiểu mình đã nói rồi. Các bạn muốn làm cái gì thì các bạn làm. Nhưng mà các bạn càng hiểu mình thì cái thành công nó càng lớn. Rất nhiều người chính vì chưa hiểu cái bản thân mình là như thế nào ấy, thế nên ấy, khi mà có đến cái độ tuổi mà đi kiếm tiền đúng không? Đến cái độ tuổi mà bắt đầu là phải bươn chải ra xã hội để mà kiếm tiền, để mà tự nuôi bản thân mình ấy, thì họ chỉ biết đi kiếm tiền thôi. Nghĩa là cái việc gì mà người khác kiếm tiền ấy thấy dễ là họ nhao vào. Họ cứ nhao vào những cái chỗ mà nhiều tiền, những cái chỗ mà kiếm tiền dễ, những cái chỗ mà kiểu như nó đang thịnh hành. Cứ lao vào thôi, cứ lao vào mà kiếm tiền, không cần biết là mình có phù hợp hay không. Có những cái chỗ mà kiếm tiền nhiều, nhưng mà chỉ có cái người như thế nào thì người ta mới kiếm được nhiều tiền trong cái môi trường đó thôi, chứ đâu phải ai cũng kiếm được. Bây giờ mình chỉ nói đơn giản là trong cái môi trường mà kiểu như là kinh doanh, kiếm tiền trong cái môi trường kinh doanh. Nhưng người ta vẫn nói từ xưa tới giờ, ông bà ta vẫn cứ nói cái câu là thế này: phi thương thì bất phú. Thế đâm ra là cứ cứ thế mà lao vào kinh doanh. Thì đúng, phi thương là bất phú, cái đấy là đúng. Bạn có đi làm công ăn lương, các bạn có đi làm thuê, bạn có đi làm mướn, bạn có đi làm cái gì thì bạn làm. Nhưng nếu như bạn chỉ trông chờ vào cái đồng lương ấy, khó mà giàu. Khó mà giàu. Bạn tích góp những cái đồng tiền bạn tích góp, nó khó mà giàu. Nhưng bạn đi ra ngoài, bạn làm, bạn kinh doanh, bạn buôn bán, bạn làm cái gì nó liên quan đến kinh doanh, liên quan đến cái đầu tư, đúng không? Thì cái gấp thép nó lớn. Nhất là bạn gặp cái cơ hội, bạn trúng trúng quả, trúng cơ hội, đúng không? Bạn một phát là bạn lên người luôn, một phát thì bạn là trở nên là giàu có luôn. Đấy là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà tuy nhiên là như thế này, cái quan trọng ở đây là không phải ai cũng làm được kinh doanh, không phải ai làm được kinh doanh đâu. Nếu mà làm kinh doanh mà ai cũng làm được thì mình nói thế, ở cái xã hội này thì người ta làm gì còn những cái ngành nghề khác đâu. Bạn thấy có bao nhiêu ngành nghề đấy, xã hội mình có bao nhiêu ngành nghề. Nào là bác sĩ, nào là y sĩ, nào là kiến trúc sư, luật sư, nào công an, nào quân đội, nào là các kiểu ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ, nhạc sĩ, đủ các kiểu. Bao nhiêu ngành nghề đây thôi. Thế họ cũng muốn giàu chứ, thế tại sao mà họ lại không đi kinh doanh? Thế chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là ok, kinh doanh phi thương thì bất phú, muốn làm giàu thì phải làm kinh doanh nhé, làm buôn bán, làm đầu tư thế này thế kia thì nó mới giàu nhanh, cái cơ hội giàu nó mới lớn. Nhưng mà tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp, không phải ai làm được kinh doanh. Và để mà biết được mình là phù hợp cái gì thì mình phải biết được bản thân mình là cái gì chứ, đúng không? Mình phải biết bản thân mình là cái gì. Bây giờ làm kinh doanh thì nó đòi hỏi những cái gì? Nó đòi hỏi phải nhanh nhạy, đúng không? Đòi hỏi phải đi đây đi đó, đòi hỏi phải khéo léo, đòi hỏi phải nắm bắt thông tin, đòi hỏi nhiều thứ lắm. Đòi hỏi phải, nói chung là nó có nhiều thứ, nó dám, có gan ấy. Nó liều này, có gan này, rồi tìm tòi, rồi chấp nhận, rồi các kiểu. Nhiều khi mình nói với các bạn là cái người yêu bóng vía thì cũng không làm kinh doanh được. Cái người mà dễ mủi lòng thì cũng không làm kinh doanh được. Kinh doanh đó là như kiểu nó là đôi khi nó là một mất một còn, đôi khi là bạn thắng thì người ta thua, bạn sống người ta chết, bạn giàu thì người ta nghèo, đôi khi nó lại là phải như thế, đôi khi nó phải đấu tranh, đôi khi nó phải mưu lược, nó phải chiến lược các kiểu, đôi khi nó phải giữ giữ miếng, rồi là bí mật kinh doanh đủ các kiểu luôn. Có phải là thế nên mình nói là thế này này, biết là muốn giàu thì phải làm kinh doanh, nhưng mà không phải ai cũng có cái tố chất như vậy, đúng không? Bây giờ bạn là cái người bây giờ nhá, bây giờ mình nói nhá, ví dụ
bạn là cái người mà bạn ngồi bạn vẽ tranh ấy rất là đẹp, cái óc tưởng tượng bạn rất là đẹp, bạn vẽ tranh rất là đẹp, thì tại sao bạn không làm cái nghề mà họa sĩ đi, đúng không? Thì sao bạn phải đi nhảy vào cái lĩnh vực kinh doanh trong khi đấy không phải là cái sở trường của bạn, đúng không? Mà cái người mà có cái năng khiếu nghệ thuật hội họa các thứ thì nó đều có cái nét tướng của nó đấy thôi, đều có cái nét tướng hết. Cái người giỏi nghệ thuật thì cái nét tướng của người ta như thế nào thì đều có, cái người giỏi kinh doanh thì nét tướng người ta như nào thì đều có đấy thôi. Mình nói ví dụ là như thế này này, những cái người mà giỏi nghệ thuật ý, mình nói đơn giản ví dụ là như thế này thôi này, những cái người mà người ta có cái năng khiếu, người ta giỏi về nghệ thuật ấy, thì các bạn cứ nhìn vào cái bàn tay của người ta, các cái ngón tay của người ta nhìn nó đẹp, nó nuột nà, nhìn cái bàn tay người ta nó đẹp, đôi khi nó mềm mại, nó đẹp, đúng không? Cái đôi mắt của người ta nó có cái chiều sâu, nó có cái tư duy, nó có một cái gì đó nhìn nó nhạy cảm, nhìn con người ta cái mặt mũi nó sáng sủa, nó toát lên cái vẻ mà kiểu nhạy cảm, có một cái gì đó nó cái sự trí tưởng tượng nó tốt, đúng không? Những cái người giỏi về nghệ thuật đấy, hay là những cái người giỏi về nghệ thuật, các bạn cứ để ý là những cái ngón áp út của người ta ấy, nó tương đối là nó dài, tương đối dài, tương đối là kiểu như là nuột nà, nó dài, nói chung là cái bàn tay của họ đẹp. Những cái người giỏi về nghệ thuật họ thường là những người nhạy cảm, thường là những người thông minh, thường là những cái người nhạy cảm. Đôi khi là cằm trẻ này, hay là má lúm đồng tiền, những người có cái má lúm đồng tiền cũng là người giỏi nghệ thuật này, những người cằm trẻ cũng là cái người mà giỏi về nghệ thuật. Hay là những cái người ấy, kể cả nam hay là nữ, cái bạn nào mà cứ có cái lông mày kiểu như là nó dựng lên này, một là lông mày bằng hay là nó dựng lên này, nhìn nó có thế, đều là giỏi nghệ thuật. Hay là những cái bạn nào cái mũi của bạn nó cao ấy, những cái bạn mũi cao cũng là những cái người mà có cái năng khiếu về nghệ thuật, đúng không? Các bạn cứ để ý. Còn những cái người mà kiểu như là những người mình nói, những cái người mà giỏi về kinh doanh ấy, thì nhìn mặt của họ ấy, nó có một cái gì nó, mình nói nó vừa nhanh và nó cũng vừa chậm, nó có cái độ lì, nó có cái độ bền, nó có cái độ lì, nó có một cái gì đó, nó có một cái, nó có cái độ, đôi khi nó hơi tàn nhẫn một tí. Các bạn cứ nhìn, các bạn nhìn kỹ đi, những người làm kinh doanh giỏi, nhìn mặt của họ nó lì lắm, nó bản lĩnh lắm, họ biết chấp nhận lắm, nó phải thế chứ. Bạn tưởng là làm kinh doanh ở đâu có dễ đâu, trông thế thôi chứ những cái liên quan đến kinh doanh, liên quan đến tiền bạc, liên quan đến đầu tư, liên quan đến các cái loại chiến lược này nọ, nó nhiều kiểu. Rồi là những cái người mình nói, những cái người mà làm kinh doanh giỏi, các bạn nhìn mặt của họ nó cứ mường tượng, nhìn mặt mũi của họ nó cứ như cái loài thú ấy, loài động vật ấy, những cái con thú ấy. Những cái người làm kinh doanh giỏi nhiều tiền, còn những cái người làm nghệ thuật giỏi thì nhìn cái tướng của họ nó có cái gì nó thanh hơn, nó mường tượng như loài chim, loài chóc, bởi vì tâm hồn mà, nó thiên về cái tâm hồn, nó thiên về tâm hồn, nhìn mặt mũi của họ nó có cái gì nó lành hơn. Làm nghệ thuật giỏi nó khác, làm kinh doanh giỏi nó khác, các bạn nhớ.
hay là những cái người mà làm về chính trị thì các bạn nhìn mặt mũi của họ phải nói phải cười, ai cũng cười được, ai cũng bắt tay được. Ừ, không nói thì thôi mà nói thì đâu ra đấy, đúng không? Nói thì đâu ra đấy, nói cái gì là đều đem lợi ích về cho đất nước, cho tập thể, hay là cho có lợi cho mình, đúng không? Người làm chính trị giỏi mà kiểu gì người ta cũng nói được, muốn khóc thì khóc được, muốn cười cười được, đúng không? Người ta nhiều, nói chung là mình nói muốn làm cái gì người ta bảo rồi, bạn phải hiểu mình, bạn làm cái gì cũng được, bạn phải hiểu mình, làm quan có dạ, làm dáng, làm dáng có hình. Thế bạn muốn làm bác sĩ giỏi, bây giờ mình nói ví dụ nhé, bạn là cái nghề bác sĩ mà bạn chuyên về về về, về chấn thương chỉnh hình, mổ xẻ đủ các kiểu thế này thế kia, đúng không, liên quan đến máu me. Thế mà bây giờ bạn là cái người bạn nhìn thấy máu me cái là bạn đã sợ, thì bạn làm cái gì? Bạn nhìn thấy người ta lòi xương, lòi thịt, lòi mỡ, lòi phèo ra, bạn nhìn mà đã hết hồn, thì bạn làm sao bạn làm được bác sĩ, đúng không? Làm sao bạn làm được bác sĩ? Hay là bây giờ mình nói bạn là cái người, ví dụ bạn theo cái ngành mà thú y đi, bạn làm bác sĩ thú y đi, thì bạn phải là cái người rất yêu động vật. Bạn yêu động vật thì bạn mới làm được chứ, bạn yêu thì bạn mới chăm sóc được chứ, bạn mới quan tâm rồi bạn mới làm được chứ, bạn để đi thì bạn mới chữa trị, bạn mới quan sát, bạn mới nghiên cứu chứ. Bạn được cái tình yêu động vật của bạn nó lớn chứ, đúng không? Chứ bây giờ bạn bảo bạn làm bác sĩ thú y mà trong khi bạn chả yêu động vật, bạn chả tìm hiểu gì cả, suốt ngày bạn đi uống rượu, bạn gọi hết con này con kia ăn, toàn những ăn động vật, không những động vật nuôi còn ăn cả động vật, đủ các loại động vật, cứ cứ từ lạ cho đến quen là bạn ăn hết. Thế làm sao bạn làm bác sĩ thú y được? Mình làm cái gì mình phải có cái tình yêu ở trong đó chứ, đúng không? Hay kể cả bây giờ bạn là cái người, ví dụ bạn phải hát được thì bạn mới làm, bạn chọn cái ca sĩ, bạn phải có cái chất giọng chứ. Cái chất giọng của bạn nghe nó phải như thế nào chứ? Bây giờ cái chất giọng của bạn nó không có mà bạn đòi bạn đi vào làm ca sĩ. Cái biểu cảm của bạn không có, cái ngoại hình bạn không có, thế bạn đời bạn đi mà làm ca sĩ. Thì nó khó chứ, đúng không? Bạn làm cái gì bạn phải biết mình chứ. Hay bạn là cái người mà nóng nảy, cái tính của bạn thì nó nóng nảy, hơi tí nó nóng, hơi tí nóng tính lên. Thế bây giờ hơi tí mà nóng tính lên thì mình hỏi bạn, bạn có đi làm ngoại giao được không? Bạn có đi làm cái người mà kiểu như là chăm sóc khách hàng được không? Bạn có làm được cái người mà kiểu như là quan tâm đến người này người kia được không? Nóng nảy thì làm sao mà làm được? Những người tính tình người ta phải nhẹ nhàng, tính tình người ta phải ôn hòa, tính tình người ta nó phải bền bỉ, nó phải có cái sức chịu đựng cao, có cái đồng cảm, có cái sự quan tâm người này người kia thì họ mới làm được những công việc đó, mới làm được những công việc mà chăm sóc quan tâm người này người kia chứ. Nóng này thì bạn làm sao mà bạn làm được những cái đó, nó đâu phù hợp đâu, đúng không? Bạn cứ để đi, bạn là cái người năng động thì đương nhiên là bạn phải là những cái người mà bạn thích chọn những cái công việc mà nó đi đây đi đó, tiếp xúc người này người kia. Bạn là cái người năng động thì mình nói bạn không thể, bạn ngồi một chỗ nó khó chịu lắm, có cho bạn nhiều tiền bạn không ngồi được. Bởi vì bạn thích hoạt động, mà bởi vì khi mà bạn hoạt động ấy thì nó mới có cái sáng tạo, nó mới có cái gì nó thôi thúc cái não của bạn, nó mới hứng được, nó mới hưng phấn được, nó mới có cái cảm giác mà kiểu như là thông minh được, nó mới làm được nhiều việc,
Thế thì bạn phải như thế thì bạn phải chọn những cái công việc mà nó có cái tố chất nó bay nhảy, nó đi đây đi kia, nó không ở một chỗ thì thế nó mới thành công. Còn có những cái bạn bạn lại thích kiểu như là bạn không thích ồn ào, không thích ồn ào, thích cái gì cũng kiểu như là nó yên tĩnh này, xong rồi đôi khi thích ở một chỗ suy nghĩ này, đấy, rồi nghiên cứu này, rồi sáng tạo, rồi sáng tác đủ các kiểu thế này thế kia. Những cái bạn như thế thì bạn cũng nên tìm cái việc, nên tìm cái việc mà nó yên tĩnh, nên tìm những cái việc mà nó nghiên cứu, hay là nên tìm những cái việc mà nó liên quan đến những cái con số, sổ sách, rồi nghiên cứu hay làm việc nó lặng lẽ thế này thế kia. Bạn nên nên tìm những cái công việc nó đòi hỏi, hay là làm khoa học các thứ, hay là viết lách văn thơ văn chương đủ các kiểu. Tính cách của bạn như này thì bạn chọn những cái công việc mà làm sao mà cho nó phù hợp với mình thì mình mới yêu, mình mới yêu, mình có cái yêu trong đó thì mình mới duy trì được, duy trì mới phát triển được. Đấy, nói chung là mình nói thế này này, nói chung ý, cái gì thì cái. Chúng ta muốn làm cái gì làm để mà thành công được ấy, cái quan trọng ấy là chúng ta phải biết cái bản thân mình, biết mình là như thế nào, con người mình là như thế nào, mình thích cái gì, cái sở trường của mình là như thế nào, mình phải biết. Cái quan trọng là mình phải biết. Mình nói các bạn là như này nhé, cái quan trọng ấy, khi mình biết mình là như nào thì mình mới chọn được cái việc như thế nào, mình mới có cái mục tiêu nha, có cái kế hoạch, có cái mục tiêu để mà phấn đấu, để mà xác định cái cuộc đời, cái cuộc sống nó đi theo cái hướng gì. Chứ bạn mà bản thân bạn không biết là như nào nhé, bạn tù ma tù mù ấy, cái cuộc đời của bạn coi như là uổng phí. Bạn hãy nhớ đấy, bạn càng hiểu bạn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Bạn không hiểu bạn thì bạn không hiểu cái tính cách của bạn như nào, bạn không hiểu được con người của bạn nó là cái gì, bạn muốn cái gì, bạn thích cái gì, cuộc đời của bạn sống coi như uổng phí. Nhiều người người ta cứ nghĩ rằng là tiền nó là quan trọng, người ta đâu có biết được cái bản thân. Có những cái người mình nói nhé, có những cái người nhé, người ta lao vào kiếm tiền, người ta kiếm được rất nhiều tiền, cuối cùng người ta nghĩ lại, người ta nhìn lại, người ta thấy là người ta lại không hề thích tiền một tí nào. Cái đồng tiền nó không làm cho người ta vui, nó không làm cho người ta hạnh phúc. Ừ, nó lại đến thế cơ. Nhưng số đông thì ai cũng cần tiền đúng không? Số đông thì cho là tiền là cần thiết. Thế mà có những cái người mà khi mà người ta lao vào, người ta kiếm được rất nhiều tiền, cuối cùng là người ta lại thấy là cái đồng tiền nó rất là vô nghĩa. Ừ, nó không làm cho người ta hạnh phúc. Cuối cùng là người ta lại cũng kiểu như là người ta đi sai đường. Người ta đi sai đường ấy. Đúng không? Nói chung là hiểu bản thân mình nó là quan trọng nhất. Cứ phải hiểu cái bản thân mình nó là thích gì, nó là muốn cái gì để mà có cái hướng. Có những cái bạn bạn thì bạn chỉ cần cái cần có một cái cuộc sống mà nó bình an, nó hạnh phúc, nó thanh thản, nó giúp đỡ được nhiều người. Thì đâm ra là bạn chọn cái mục tiêu của bạn là không phải là kiếm tiền, không phải là kinh doanh, mà bạn chọn làm nhà giáo chẳng hạn, làm những cái nghề mà liên quan đến giáo dục, đúng không? Rồi hay là liên quan đến giúp đỡ, cứu giúp, hay là chữa trị, hay là thiện nguyện, hay là làm những cái công việc mà nó mang cái tính chất mà liên quan đến tập thể, liên quan đến những cái việc mà đi đây đi đó, giúp đỡ người này người kia. Thế thì nó mới nói chung bạn bạn hiểu mình, bạn thích cái gì thì bạn làm thì nó mới thành công được. Bạn mới duy trì được, bạn phải có cái đam mê thì bạn mới duy trì, thì cái cuộc sống của bạn nó, bạn cứ thích cái gì và làm cái gì nhá, bạn thích mà bạn yêu ấy, thì bạn mà làm như chơi. Bạn cứ để ý đi, bây giờ nhá, bây giờ một cái người mà rất thích hát, người ta rất thích hát, ừ,
Thế mà bây giờ người ta chọn cái nghề người ta đi hát, người ta làm ca sĩ và người ta hát mà người ta kiếm tiền. Thì bây giờ mình hỏi, bạn vừa được hát, bạn vừa được thỏa cái ước mơ của bạn, thỏa cái nhu cầu của bạn là hát. Ừ, bạn thích hát mà bạn lại vừa có tiền. Thì có phải là bạn chơi mà bạn vẫn kiếm được tiền không? Thế là bạn hạnh phúc quá, cuộc đời của bạn nó là hạnh phúc quá còn gì nữa. Đúng không? Bạn chọn được cái nghề mà mình thích, chọn được cái việc mình làm mình thích, đó là cái nó là cả một cái hạnh phúc sung sướng. Sợ nhất là làm những cái gì mà mình không thích. Làm cái gì mà không thích thì kể cả bạn có kiếm được nhiều tiền thì bạn làm như tra tấn ấy. Bạn quay đi quay lại nó hết cuộc đời, cuối cùng cứ bị chạy theo cái mà mình không thích. Bạn thử nghĩ đi, cái cuộc đời này con người ta đây, cứ quanh đi quẩn lại, cứ đến tuổi bắt đầu đi kiếm tiền lo cơm áo gạo tiền, cứ đi làm thì sáng đi làm thì tối đi về nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe, xong rồi khỏe sáng hôm sau lại đi cày lại đi làm, thế là cứ kiếm tiền quanh đi quẩn lại hết cuộc đời. Thế là cuối cùng để làm cái gì? Suốt ngày lo cơm áo gạo tiền đi kiếm tiền. Mà toàn là nhiều khi mình nói các bạn nhé, trái ngành trái nghề rất là nhiều. Học một kiểu, đi làm một kiểu, kiếm tiền một kiểu. Chứ có phải là mình thích. Ví dụ các bạn là thích cái gì, các bạn thích cái nhu cầu gì, các bạn chọn trường gì, chọn ngành nghề gì, các bạn học. Sau đó các bạn ra trường hay là các bạn đi làm, các bạn kiếm được cái ngành nghề bạn yêu thích, thì nó lại là một chuyện. Chứ đường này rất nhiều trường hợp học một kiểu, đến lúc đi làm lại là một kiểu. Thế cho dù như mình nói nhá, cho dù bạn có kiếm được nhiều tiền, bạn không thích. Bạn kiếm tiền, bạn đâu có thích đâu. Bạn đâu có thích cái việc đó đâu, mặc dù là nó ra tiền. Mặc dù nó ra tiền, đâu có thích đâu, thế đâu có sướng đâu. Đúng không? Bạn phải có cái đam mê, bạn phải có cái thích. Bạn đá bóng nhá, bạn đá bóng, bạn thích đá bóng. Bạn cho bạn đi, bạn đá bóng, bạn kiếm tiền. Ừ, giải này giải nọ bạn đá bóng bạn kiếm tiền, thì bạn đá bóng tốt thì bạn có nhiều tiền, bạn vừa vui bạn vừa có nhiều tiền. Nói tóm lại là bạn phải hiểu được bạn là cái người như thế nào đấy. Thôi bây giờ mình không diễn giải nó dài nữa làm gì. Bây giờ các bạn chuẩn bị, các bạn theo dõi cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. Các bạn cứ nhìn vào những cái móng tay của các bạn ấy, các bạn xem là cái móng tay của bạn nó là như thế nào nhá. Nó dài hay nó ngắn, nó tròn hay nó vuông, nó tam giác hay hình thang hay như thế nào, nó cứng hay nó mềm, nó cong hay là như thế nào. Nói chung là các cái trạng thái của cái móng tay của bạn, nó nói lên cái tính cách của bạn, nó nói lên cái vận mệnh của các bạn. Các bạn chú ý đón xem. Thế này này, bây giờ mình nói luôn là thế này nhé, trong nhân tướng nhé. Bạn nhìn đâu bạn cũng có thể là bạn biết. Bạn biết bản thân mình hay là biết một người, người ta là người như thế nào. Bạn nhìn bất cứ vào, bạn nhìn từ cái sợi tóc, bạn có thể là bạn biết người này sức khỏe như thế nào, tính cách như thế nào. Chỉ cần nhìn vào sợi tóc thôi, nhìn vào cái mái tóc thôi. Sau đó bạn nhìn cái gì bạn có thể là bạn biết được. Và nó nhỏ như cái móng tay, nhỏ như cái móng tay là bạn nhìn bạn cũng có thể biết. Ở một cái móng tay của một người nó nói lên nhiều cái trạng thái, nói lên nhiều thứ lắm, từ sức khỏe, từ tính cách, từ mọi thứ. Mình nói nhá, cái bạn nào ấy mà khỏe ấy, thì cái móng tay của bạn nó mới khỏe được đấy. Bạn hãy nhớ đấy,
bạn nào mà có sức khỏe thì móng tay của bạn ấy nó mọc ra, nó mới cứng được, nó mới khỏe được. Còn bạn nào mà cái sức khỏe hay là cái nội tiết tố bạn nó kém ấy, nhiều khi cái móng của bạn nó mềm ngoặt ấy, xong rồi nó mọc ra nó dễ gãy, dễ trẻ, nó bị trẻ rồi nó bị gãy, nó thế này thì cái bạn không nuôi được đâu. Nó tùy vào sức khỏe đấy. Bạn nhìn móng tay, sau đó bạn nhìn một cái móng tay, bạn nhìn cái phần đây này nó lộ ra đây này, thì bạn nhìn ở những cái đầu móng tay đây này thì bạn thấy được nó là cái màu gì, cái sắc của nó nhuận không, nó hồng hay không, nó nhuận hay không. Nếu mà hồng và nhuận thì là tốt, khí huyết nó tốt. Đỏ quá thì cũng không tốt, nếu mà đỏ quá thì huyết áp nó cao thì cũng không tốt. Nhưng mà nó mà xám, nó mà đen thì là sức khỏe bạn kém. Thế nên nhìn vào cái đầu, nhìn vào cái móng tay, nhìn vào cái đầu ngón tay, cái đầu móng tay của các bạn nói lên nhiều điều lắm. Cái đầu tiên chúng ta phải khẳng định với nhau là như thế này. Một cái người ấy, mà có cái tướng ấy, mà nhìn vào cái móng tay của họ ấy, họ là cái người mà tốt, họ là cái người mà có sức khỏe ấy. Mình khoan, mình chưa nói về cái tính cách. Nếu như một cái người nào ấy mà cái trạng thái mà sức khỏe của họ tốt ấy, thì cái móng tay của họ ấy, nó mọc ấy, nó mọc nó tương đối là kiểu như là nó từ những hai bên cái khóe ở móng tay các thứ ấy, nó ngay ngắn, nó không bị trẻ, nó không bị cái này cái kia, đúng không? Nó đều. Hai cái bên khóe, hai cái bên khóe của cái móng tay ấy, nó phải ngay ngắn, đúng không? Nó không quá cứng nhưng mà nó cũng không mềm. Nó không quá cứng, nó cũng không mềm. Cái bề mặt của cái móng tay ấy, nó phải bóng, nó phải sáng, nó phải bóng, nó đừng có loang lổ những cái nốt gì, cái chấm gì ở trên móng tay, đúng không? Nó cũng đừng có cái gì mà cái sắc của nó phải nhuận. Nó đừng có một cái gì mà cái sắc thì nó xám hay là nó tối. Đấy là cái người có sức khỏe. Cái móng của các bạn ấy nó mọc dài ra ấy, nó không bị gãy. Nó không bị gãy. Nó không bị trẻ. Các bạn nhớ đấy. Có nhiều người sức khỏe người ta kém, cái móng người ta mọc ra nó không mọc được đâu. Cái mọc ra một tí, được ra một tí là nó gãy. Thậm chí là kiểu như là nó đã bị trẻ, nó bị trẻ đôi ngay từ bên trong ấy. Cơ thể người ta nó chưa được khỏe. Đó, xét về cái móng tay thì nó là như thế. Những cái người mà móng tay ấy, như vậy nhá, cái người mà có cái móng tay mà cái bề mặt nó bóng, nó nhẵn, nó mịn, nó nhuận, nó tươi thì là đều là có sức khỏe, mọc ra nó không quá cứng mà nó cũng không mềm, đúng không? Nó không bị trẻ, nó không bị gãy. Thì đấy là móng tay của cái người có sức khỏe. Bây giờ thì mình sẽ đi vào những cái chi tiết, đi vào những cái tướng móng. Ví dụ là những cái người mà móng kiểu như là cái móng tay của người ta nó dài thì như là mình sẽ có cái hình minh họa móng dài như nào, móng ngắn thì như nào. Nó dài như nào mà nó ngắn thì như nào, nó vuông thì như nào mà nó tròn thì là như thế nào, nó hình thang thì là như nào. Cái đầu tiên là cái tướng móng tay dài. Các bạn lưu ý nhé, cả nam cả nữ nhé. Cả nam cả nữ đấy. Bạn nào mà có cái tướng mà móng tay của bạn nó dài, đây các bạn nhìn cái hình minh họa.
những cái bạn ấy, những cái bạn mà có cái tướng móng tay mà nó dài ấy, thì bạn thường là những cái người trầm tĩnh, bạn thường là những cái người ôn hòa, bạn thường là những cái người mà kiểu như là giàu cái lòng nhân ái. Các bạn ấy, cả nam và nữ đấy, các bạn thường là những cái người mà khiêm tốn. Ừ, các bạn thường là những cái người mà người ta gọi là cái gì nhỉ? Các bạn là những cái người mà hiền lành, tử tế, kín đáo. Người này thì người móng tay dài thì nhân, người móng tay dài thì nhân ái, người này thì trầm tĩnh, người này thì ôn hòa, người này thì dài dặt kín đáo. Nhưng mà đôi khi cái người này thì ở trong kiểu như là ở bên trong ý, có đôi cái nét người ta gọi là tự phụ, nhưng mà cái tự phụ của các bạn nó ẩn vào bên trong, người ta gọi là kiểu như là nó tự phụ ngầm ý. Ừ, tự phụ ngầm ý, các bạn kín đáo. Còn nếu như cái bạn nào mà kiểu như là cái móng tay quá nó quá dài ấy, thì nó có cái phần mà kiểu như là cực đoan hơn. Các bạn nhiều khi các bạn là cái tưởng tượng, cái trí tưởng tượng của bạn nó quá mức, nó hơi đi quá. Các bạn cũng là cái người mà khá là nhút nhát, khá là nhát gan ấy. Ừ, nhiều khi các bạn cũng là cái người mà thiếu sáng suốt. Các bạn hay mê muội trong cái cuộc sống của bạn, là cái người mà dễ mê muội, cũng là cái người mà ham cái cảm, cũng ham thích những cái trò mà hoan lạc, những cái trò mà kiểu như là ham chơi, ham hưởng thụ thế này thế kia, đại loại là như vậy. Đấy là quá dài. Thế còn cái trường hợp mà kiểu như là cái móng tay của bạn ấy nó dài nhưng mà nó hẹp. Ừ, nó dài nhưng nó hẹp thì là như thế nào? Những cái bạn ấy, những cái bạn mà móng tay mà dài nhưng mà hẹp ấy, các bạn là những cái người mà nhiều ảo tưởng. Những cái bạn này thì bạn mê tín lắm. Ừ, bạn này thì bạn mê tín lắm. Bạn nhiều ảo tưởng, nhiều tưởng tượng, bạn mê tín lắm. Bạn, những cái bạn này tính tình của bạn cũng là những người mà kiểu như là dễ kích thích. Ở cái tâm trí của bạn thì nó không liền mạch, nó hay bị rối rắm. Bạn nghĩ cái này, bạn đang nghĩ cái này, bạn đang suy nghĩ một cái chiều hướng này, tự dưng nó lại bị lộn xộn, nó rối rắm thế này thế kia. Tuy nhiên thì những cái bạn này sức khỏe thì dồi dào, sức khỏe thì tốt. Nhưng mê tín. Còn những cái người mà móng tay dài ấy, mà lại rộng ấy, thì các bạn thường là những người thực tế. Dài mà rộng, các bạn là những người thực tế, các bạn là những người lương tri, các bạn là những người mà kiểu như là các bạn là những người mà có cái tinh thần nó vững chắc ấy. Đấy, riêng về cái móng dài nó có ba cái trạng thái, bốn cái trạng thái. Cái trạng thái đầu tiên mình nói là cái trạng thái mà kiểu như là nó bình thường. Ừ. Nó dài nhưng mà dài kiểu bình thường. Còn trạng thái thứ hai là nó quá dài. Ừ. Cái trạng thái thứ ba là dài nhưng mà hẹp. Còn trạng thái thứ tư mà dài mà rộng. Cái trạng thái mà dài mà rộng thì xem ra là vẫn là tốt, đúng không bạn? Cái cuộc sống, cái gì gái mình nói, cứ cái người mà thực tế, cái người mà có nhiều lương tri, cái người thực tế, người ta vẫn là cái người lành nhất.
bạn cứ thực tế đi, bạn cứ sống thế nào bạn thực tế đi. Xong rồi bạn cứ làm cái gì mà bạn đừng có làm sai là được. Đừng có làm sai, đừng có làm hại người khác, đừng làm ảnh hưởng người khác. Thì cái phúc nó có, cái phúc nó bền, cuộc sống thì nó lành, nó tránh được nhiều họa, thế là tốt nhất. Đấy các bạn để ý. Thế bây giờ cái móng tay ngắn thì là như thế nào? Móng tay ngắn thì thế nào? Cái móng tay ngắn thì nó có hai cái trạng thái, là thế này này, ngắn nhưng mà ngắn vuông, hay là ngắn thì một cái kiểu là ngắn vuông và một cái kiểu là ngắn rộng. Nhưng mà thế này, nói chung nha, bây giờ mình sẽ nói chung về những cái người mà có cái móng tay ngắn. Những cái người mà có cái móng tay ngắn, họ thường là những người nhanh nhẹn. Những cái người này thì họ thường là những cái người nhanh nhẹn, họ thường là những người hòa đồng. Những người này thì cũng khá là thẳng thắn. Những người này thì cũng là những cái người mà cũng nhân ái. Họ thích kiểu như là tìm tòi về khoa học. Nhưng mà tuy nhiên ý, thì những cái người mà có cái móng tay ngắn ý, họ cũng là những cái người mà thích chỉ trích người khác ấy. Người ta cũng là cái người mà thích chỉ trích người khác, người ta cũng là cái người mà kiểu như là hay cáu bẩn ý. Hay nóng nảy, hay cáu bẩn, cũng là cái người mà kiểu như là hay dò xét người khác ấy. Họ cũng là những người mà khá là đa nghi, những người mà nói chung, những cái người mà có cái ngón, có cái móng tay ngắn ấy. Các bạn cứ để ý, khá là đa nghi. Đôi khi là cũng ẩu phết đấy, đôi khi là cũng bừa đấy. Nhiều khi mà biết sai nhưng mà cũng không nhận đâu, cũng cãi bừa đấy, bạn cứ để đi. Những cái người mà có cái móng tay mà nó ngắn ấy. Cái người nào mà cái móng tay người ta ấy, nó quá ngắn, móng tay nó quá ngắn ấy, thì những cái người đó dễ nóng nảy lắm. Người đó thì hay nóng nảy, hay hơi tí khó kiềm chế cảm xúc, hay nóng nảy, hay nổi giận. Và những cái người đó lại thích cái kiểu như là thích làm thầy đời, cái kiểu thích dạy đời người này người kia, các bạn cứ để ý. Còn những cái bạn nào nhá mà cái móng tay của bạn mà nó ngắn mà nó vuông ấy, thì các bạn là những người thực tế. Móng tay ngắn vuông, các bạn thường là những người thực tế, các bạn thích cái thực tế. Nói chung là các bạn thích làm những cái gì mà nó có cái mục tiêu, có cái mục đích nó rõ, có cái hành động mà nó cụ thể, không mơ mộng, không viển vông, không thế này, không thế kia. Các bạn những cái người mà móng tay ngắn mà vuông thì các bạn cũng là những cái người mà có cái óc mà kiểu như là quan sát rất tỉ mỉ, rất chi tiết đấy, rất tỉ mỉ đấy. Những người này thì cũng có những cái đặc điểm như thế này trong cái tính cách này, cũng là cái người mà kiểu như là cũng là cái người mà có một cái gì nó kiêu kiêu này, có một cái gì nó tự kiêu này,
có một cái gì đó nó bồng bột này, có một cái gì đó nó cuồng nhiệt này, móng tay ngắn nhưng mà vuông ấy, có một cái gì đó nó dễ giận hờn này, có một gì đó nó dễ kiểu như là cãi vã này, kiểu giận hờn cãi vã. Kiểu kiểu là như thế, những cái người mà có cái ngón tay có cái móng tay ngắn mà vuông thường thường là như thế, các bạn cứ để ý. Còn một cái trạng thái nữa là cái người mà ngắn, cái người mà móng ngắn ý, móng tay ngắn ý nhưng mà rộng. Những cái người ấy mà móng ngắn mà rộng, họ thường là những người đa cảm. Những cái người này họ thường là những cái người kể cả là nam là nữ, những cái người này là những cái người đa cảm. Những cái người này thì họ là những người mà dễ bị kích thích. Dễ bị kích thích. Họ cũng là những cái người mà hay buồn vu vơ. Hay buồn vu vơ. Nếu nhá, nếu như cái bạn nào ấy, bạn nào mà cái móng tay của bạn ấy mà nó ngắn mà nó lại quá rộng, đã ngắn rồi mà lại quá rộng ấy, thì các bạn lại là những cái người mà ưa bạo lực. Các bạn là những cái người mà ưa bạo lực. Các bạn thường là những người mà hay hay thích gây sự, hay đi ra ngoài hay gây gổ, hay ưa bạo lực. Các bạn là những cái người mà kiểu như là tướng, cái tính cách của bạn nó dữ, nó hung dữ, nó dữ dằn ấy. Nhiều khi nó thô ấy. Mình nói các bạn, mình nói thế này này, cái chuyện mà cái móng tay nó ngắn ấy nó là bạo lực, nhưng nếu bạn nào nhá mà kiểu như là cái ngón tay của các bạn, cái bàn tay của bạn nó mà thô ấy, mà cái ngón tay của bạn nó ngắn nữa ấy nhá, thì các bạn là những người bạn hay dễ, bạn kiểu như là bạn không kiềm chế được cái bản thân, tính tính tình thì nóng này, tính tình thì thô bạo nóng này, các bạn dễ làm những cái chuyện mà nó vi phạm pháp luật. Thế nên những cái bạn như thế này, những cái bạn tính cách như vậy là các bạn phải hết sức các bạn kiềm chế. Nhất là mình nói nha, nếu như cái móng tay của bạn nó vừa ngắn nhá mà nó quá rộng nhá, đi với cả cái bàn tay nó dày nó thô mà ngón tay nó ngắn nữa, đi kèm với cả mặt mũi của bạn ấy, cái khuôn mặt của bạn nó nhiều cái thớ ngang ấy, nó nhiều cái thớ ngang, rồi là cái đôi mắt của bạn nó nhiều lòng trắng ấy, rồi mắt của bạn nó hung dữ ấy. Những cái bạn đó là những cái bạn mà mình nói các bạn phải tu cho nó thật nhiều vào. Phải tu tu sửa cho cái bản thân cho nhiều vào. Nếu không ý, các bạn thường là những người mà dễ vi phạm pháp luật cực kỳ luôn. Các bạn không kiềm chế được cái bản tính của mình, không kiềm chế được cái bản chất của mình, không kiềm chế được cái tính nóng này của mình. Mình nói có những cái người nha, có những cái người mà người ta là những cái người, người ta đôi khi người ta biết là người ta nóng, người ta biết là ở trong con người người ta cái tố chất, cái tính chất, cái bản chất người ta là nóng này, người ta biết mà người ta khó mà người ta kiềm chế được lắm. Có những người như vậy đấy, người ta không kiểm soát được ấy. Nhiều khi nó nóng lên rồi, mặc dù là có những người mình biết là trong đầu của họ lúc nào cũng nhầm 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 là phải kiềm chế, nhưng mà cuối cùng họ vẫn không kiềm chế được. Thế đâm ra là rất nguy hiểm, nó gây nguy hiểm cho mọi người, cho người người khác, rồi nó lại gây nguy hiểm cho bản thân của mình, chính bản thân của mình. Sau này nếu có dịp mình sẽ chia sẻ về những cái người mà kiểu như là có cái, người ta gọi là có cái tướng tù. Sau này mình sẽ chia sẻ những cái người tướng tù, họ đều có cái tướng ấy, đều có cái nét tướng ấy.
đều có cái biểu hiện, đều có cái đặc điểm tâm lý, đều có cái nét tướng bên ngoài. Đều có những cái mà chúng ta nhìn là ra, nhìn là ra. Rồi còn nếu nhá, nếu như bạn nào nhé, bạn nào mà cái móng tay của bạn nó quá ngắn này, rồi nó lại quá rộng này, xong nó lại mềm này, thì những cái bạn này tính tình của bạn thì nó phóng túng. Tính tình của bạn này thì bạn kiểu như là bạn là những cái người mà thất thường, các bạn là những người mà dễ thay đổi, thất thường, cũng là những cái người phóng túng. Còn nữa này, nếu bạn nào nhá mà cái móng tay của bạn ý nó ngắn mà nó tròn, nó tròn, đặc biệt là nếu nó ngắn mà nó tròn ở cái đầu bên trên ý nhá, nó tròn, nó ngắn, nó tròn cái đầu bên trên mà ở phần dưới nó lại vuông đấy, mình không có hình minh họa, đâm ra mình không biết tả bạn như nào. Ở phần dưới chân nó vuông và bên trên nó tròn nhưng mà móng tay nó ngắn ý, các bạn là những người hay kiểu như là ngồi lê đôi mách. Các bạn thường là những người mà cái tính của các bạn thường kiểu như là dễ ghen ghét người khác, dễ là những người mà kiểu như là cứ ngồi ngồi kiểu tám chuyện đi, ngồi với người này thì cứ buôn chuyện của người khác thế này thế kia. Còn nếu như bạn nào nhá mà cái móng tay của bạn ấy nó ngắn nhưng nó tròn, cái tròn nó nằm ở bên dưới, phần bên dưới nó tròn ấy, các bạn nhớ nhá, thì các bạn lại là những người vui tính. Các bạn thường là những cái người vui tính, các bạn lại thường là những người mà hay đùa cợt. Các bạn thường là những cái người mà kiểu như là cũng dễ chịu ra, cũng các bạn không các bạn đùa trêu đùa mọi người, thì nói chung các bạn sống thật tâm hơn, các bạn không có ác ý, thì cái kiểu là như vậy. Bây giờ mình đi đến cái móng tay hẹp. Hẹp thì là các bạn biết rồi đúng không? Rộng. Hẹp thì là biết rồi, hẹp nó thu vào, còn rộng thì nó rộng ra. Đây là chiều dài, đây là chiều dài thì nó dài, còn ngắn thì nó ngắn. Còn rộng thì phần ngang của cái móng tay nó rộng, còn hẹp thì nó thu hẹp vào. Thì đây là bây giờ mình nói đến cái móng tay mà nó hẹp. Cái đầu tiên mình nói đến cái móng tay hẹp, hẹp bình thường. Những cái bạn nhớ cả nam cả nữ, nếu như bạn nào mà kiểu như là các bạn có cái móng tay mà nó hẹp bình thường ý, thì các bạn thường là những người lịch sự. Những cái người này thì đa cảm, những cái người này lịch sự, những cái người này thì dễ kích thích. Những cái người mà có cái móng tay mà nó hẹp bình thường ấy, thì họ thường là những cái người đa cảm lịch sự này, họ thường là những cái người mà dễ kích thích này, nhưng mà họ cũng là những cái người mà thiếu đi cái sự mà người ta gọi là cái sự sắp xếp. Thiếu đi cái sự sắp xếp, nghĩa là bạn làm cái gì thì bạn không không biết sắp xếp đâu.
trước sau như thế nào, như thế nào, lúc nào làm cái gì, ở đâu sắp xếp cái gì, nó gọn gàng, nó thu xếp mọi thứ, từ sắp xếp thời gian cho đến sắp xếp mọi cái thứ. Cái việc dĩ, nếu như mình nói nhá, những cái người người ta giỏi sắp xếp thì các bạn nhớ là thế này này, người ta làm cái gì người ta biết là cái gì làm trước, cái gì làm sau. Hoặc là nếu người ta làm quản lý, người ta biết cái người nào vào cái việc gì, cái người nhanh nhẹn thì vào việc gì, mà người chậm, người cẩn thận thì vào việc gì, cái người như thế nào nói năng khéo miệng thì cho người ta làm cái gì, làm lễ tân hay là tiếp tiếp xúc với khách hàng ấy chẳng hạn, thế này thế kia. Nói chung là người ta biết sắp xếp. Cái người mà biết sắp xếp thì thường thường họ sẽ là những cái người mà họ dễ thành công hơn. Đấy, các bạn cứ để ý. Đấy là những cái người mà có cái móng tay hẹp thì là như thế. Thế bây giờ những cái người mà có cái móng tay nó lại hẹp nhưng mà nó lại ngắn thì là như thế nào? Hẹp nhưng mà lại ngắn. Hẹp nhưng mà lại ngắn thì những cái người này nhá, thì họ thường là những người hẹp hòi. Những cái người móng tay mà vừa hẹp vừa ngắn ý. Họ thường là những người nghiêm khắc, họ thường là những người hẹp hẹp hòi. Những cái người này thì họ thường là những người mà hay tỏ ra là phách lối. Hay tỏ ra thế này thế kia, nói chung là những cái người này họ là những cái người mà biết nói là như nào nhỉ? Cái người này thường là những người giả tạo. Thường là những người giả tạo. Thường là như vậy. Cái người này, cái người mà móng tay mà vừa vừa ngắn vừa hẹp thì họ là những cái người mà có cái tính mà hay đố kỵ, hay ganh tị người này người kia ấy. Nhưng mà được cái thì họ lại là những người mà được cái là năng động. Nhưng mà hay khoa trương. Có cái mà người ta gọi là màu mè hay là màu hay làm hàng ấy, hay khoa trương hay làm hàng. Nói chung là có cái phần người ta gọi là giả tạo. Đấy, đại loại là như vậy. Còn cái kiểu móng tay nữa này, nghĩa là cái người nào ấy mà móng tay của người ta hẹp ấy, nhưng mà ấy, cái móng tay hẹp nhưng mà ở bên trong của họ ấy thì nó lại hình cái, người ta gọi là hình cái hình trái cây, hình kiểu như là hình oval ấy, kiểu hình oval ấy, hình trái xoan ấy, hình oval, hình trái xoan, cái kiểu kiểu là như vậy, thì họ lại là những người mà tao nhã. Đây là những cái người mà kiểu như là họ là những người lịch sự, đây là những cái người mềm mỏng, đây cũng là những cái người mà người ta gọi là phong lưu, họ cũng là những cái người trung thực. Những cái người này họ cũng là cái người mà nhân ái, cả nam cả nữ. Nói chung ý, họ là những người mà tính tình thì cũng dễ chịu, chơi được, phong lưu tao nhã, lịch sự, nhân ái, trung thành. Nói chung họ là những cái người mà, những cái người này thì họ cũng là những người ngoại giao tốt, cũng mềm mỏng, cũng là những cái người mà đa cảm, cũng là những người mềm mỏng, ngoại giao tốt. Đấy, đấy, dài rồi, hẹp rồi, vuông. Những cái người móng, những cái người nha, bạn để ý nha, những cái người mà có cái móng tay vuông ấy thì họ là những người rất là thực tế. Những cái người này thì họ lại là những cái người mà kiểu như là vững vàng ấy. Những cái người móng tay vuông họ lại là những cái người mà kiểu như là thực tế lắm, vững chắc. Cái tính tình, cái tính cách của họ ấy, họ cứng rắn, họ vững chắc, vững vàng.
Còn những cái người mà có cái móng tay mà hình trái xoan ý, thì họ thường là những cái người mà dịu dàng. Những cái người này thì tính tình thì người ta cũng là những cái người mà kiểu như là hòa hoãn hay hòa hoãn ý, nhưng mà họ cũng là những người mà hay mê tín lắm. Những cái người này thì kiểu như là mê tín dị đoan ý. Ừ. Cái người mà móng tay hình trái xoan thì họ cũng là những cái người mà có một cái phong thái, thường là có cái phong thái nó ung dung, nó khoan thai, nó nhẹ nhàng, kiểu kiểu là như vậy. Thế còn móng tay mà hình thang thì là như thế nào? Móng tay hình thang thì nó có hai trạng thái. Cái thứ nhất là kiểu như là thang ngắn và thang dài, nó có hai cái trạng thái. Những cái người mà có móng tay hình thang mà là hình thang dài ấy, thì những cái người này nhạy cảm, những cái người này thì dễ xúc động. Những cái người mà có móng tay hình thang dài họ cũng là những cái người mà cởi mở. Tuy nhiên thì những cái người này họ cũng khá là những cái người mà khá là đa nghi, khá là thận trọng. Họ làm cái gì cũng khá là nghĩ, kiểu như là nguyên tắc đấy, cũng hay giữ được cái người ta gọi là cái luân thường đạo lý, kiểu như vậy. Những cái người mà thang dài, móng tay hình thang dài. Rồi còn là những cái người mà móng tay mà kiểu như là hình hình thang ngắn ấy. Những cái người mà móng tay hình thang ngắn thì họ thường là những người giàu trí tưởng tượng lắm. Những cái người này dễ là những người hoang tưởng, những cái người này dễ là những cái người mà hay hay bịa những cái chuyện mà mê tín dị đoan, hay bịa ra những cái chuyện mà kiểu như là không có thật ý. Hay bịa ra những cái chuyện mà hoang đường ý. Móng tay hình thang ngắn ý. Họ mà ngồi, bạn cứ để ý nha, nếu những cái người nào ấy mà móng tay hình thang ngắn, họ thường là khi mà họ ngồi họ kể những cái câu chuyện mà kiểu những cái chuyện là chuyện ma ấy, những cái chuyện mà ở quê của họ ấy, hay là cái chuyện mà hồi bé họ gặp, hay là những cái chuyện mà nói chung họ hay kể những cái chuyện ma mà nghe nó ghê lắm. Cái trí tưởng tượng của họ tốt. Mình nói nhiều người cái sản phẩm của tưởng tượng người ta kinh khủng lắm, cho người ta viết chuyện viết phim thì thôi rồi luôn. Cái người mà cái đầu óc mà tưởng tượng mà cứ kiểu như là mơ mơ mộng mộng, cái người mà không thực tế, thiếu thực tế là đều phải xem lại hết. Thế nên nhiều khi mình nói quý vị là như là này, khi mình mà chia sẻ nhân tướng ấy, là mình thích cái gì nó phải là thực tế. Cái gì nó phải là cái thực tế, nhìn nó phải là nhìn như thế nào, nó có cái gì, vì sao nó lại là như thế, nó phải là thực tế chứ. Chứ nhiều người mà kiểu như là ngồi mà chia sẻ mà kiểu như là thiếu đi cái thực tế, cứ cái này thì ra cái này ra cái kia, nhiều khi người ta không hiểu được, người ta sợ chứ. Nghe mình nói, nghe về nhân tướng học rồi nghe về bói toán, nếu mà chia sẻ mà kiểu như là vô tâm, chia sẻ mà không thực tế, nghe sợ lắm. Cứ tướng này là chết đến nơi, tướng này gặp nạn gặp họa đến nơi, thế này thế kia, nghe chả hết hồn. Mà chia sẻ kiểu đấy là mình không thích. Thang dài rồi, thang ngắn rồi, vuông rồi, trái xoan rồi. Thế bây giờ là móng tay hình tam giác. Móng tay tam giác. Những cái người mà có cái móng tay mà tam giác ấy, những cái người này thì đa sầu đa cảm, những cái người này thì tính tình thì buồn xỉn, người này thì keo kiệt, cái người này ki bo lắm.
bạn để ý đi, những người móng tay hình tam giác, những cái người này thì họ cũng là những cái người mà dễ rung động, họ là những cái người mà kiểu như là dễ bị kiểu như là rơi vào cái kiểu là dễ trở thành cái người mà phóng túng, trở thành cái người bại hoại, kiểu móng tay tam giác. Nói chung là trong các cái tướng móng tay tam giác là tương đối xấu đấy. Kiểu nữa là cái móng tay bạn nào mà kiểu như là cái móng tay nó cứ bằng nhiều khi bình thường móng tay người ta bao giờ cũng phải cong cong đúng không, nó phải ở trong cái chỗ móng nó phải có cái gì nó cong cong lên, nhưng mà ở đây ấy, móng tay người nào mà nó cứ bẹt bẹt ấy, nó cứ phẳng ấy, người ta gọi là phẳng ấy, thì những cái người này thì nhút nhát. Người mà móng tay mà kiểu như là bằng quá, nó phẳng quá, nhút nhát, những cái người này thì rụt rè. Cái người này thì làm cái gì người ta thiếu thiếu đi cái tự tin lắm, hay e lệ rụt rè, hay e thẹ lắm. Nói chung là khó mà làm được việc lớn, nhưng mà được cái thì cái người này thì họ thường là những cái người bao dung. Có cái tính bao dung. Nhưng mà mình nói gì thì nói, cứ cái người nào mà cứ rụt rè, cứ e thẹn thiệt. Nhất là sống trong tập thể thiệt, bạn làm cái gì làm mình phải mặt mũi nó phải lì lợm một tí, làm cái gì nó phải bây giờ bạn nhút nhát, bạn rụt rè, ok, bạn có thể là mọi người xung quanh ý, bạn không tranh giành thì tất nhiên là mọi người sẽ quý bạn, nhưng mà mọi người quý bạn là một chuyện thôi, nhưng mà bạn lại là những cái người bạn cái gì bạn cũng rụt rè, bạn không dám làm cái gì thì đương nhiên là cuộc sống bạn thiệt thòi. Thà nhá, bạn là cái người nhá, cái gì bạn làm được nhưng bạn nhường nhịn nó lại là chuyện khác, bạn nhường nhịn để cho mọi người cái phần hơn, cho mọi người có lợi, nhưng bạn lại là cái người mà kiểu như là bạn làm được việc, bạn là cái người mà bạn có cái tầm nhìn, bạn có cái suy nghĩ, bạn có cái hy sinh, cái cho đi, cái nhường nhịn, thì bạn sẽ là cái người mà lãnh đạo, sẽ là được cái người mà làm lãnh đạo. Nhưng mà đường này bạn nhút nhát, bạn rụt rè, bạn e lệ, bạn e thẹn thì bạn khó mà nói chung là khó mà thành công được trong cuộc sống. Rồi là cái kiểu nữa, cái kiểu móng tay của bạn nào mà nó bằng, nó rộng và nó dài, vừa bằng vừa rộng mà vừa dài, thì những cái bạn này thì thường là những cái bạn mà hay trí trá, những cái bạn này thì bạn là những cái người mà khó mà tin được, vừa bằng phẳng, vừa rộng lại vừa dài. Những người này thì cái thành thật ở bên trong nó ít, chưa được thành thật. Người này thì trí trá, người này thì thâm hiểm. Còn cái bạn nào nhá mà cái móng tay của các bạn nhá mà nó lại cong lên ý, nó cứng mà nó cong lên ý. Nó cong lên thì ok, những cái bạn đấy là những bạn mà có sức khỏe đấy. Bạn là những cái người có sức khỏe, nhưng mà nhiều khi nếu mà nó cong quá ấy, mà để đến khi mà cái móng tay ấy, nó cứ càng mọc dài ra ấy, thì nó cứ cong, có những cái người móng tay mà cứ mọc dài ra, nó cứ cong vút xuống ấy. Những người đó ích kỷ lắm. Những người đó sống chỉ biết mình ấy. Sống cho bản thân mình ấy, cả cuộc đời không biết yêu thương là cái gì, không biết quý trọng những cái người khác, người ta giúp mình cái gì là không để ý, không biết luôn, chỉ quan tâm bản thân thôi. Sống ích kỷ lắm, cứ được việc của bản thân, còn không cần biết mọi người là như thế nào. Các bạn móng tay ấy, nó vòng lên, nó múp lên, nó cong, nó múp lên ấy. Được cái là có sức khỏe, nhưng mà sống ích kỷ.
Còn cái bạn nào mà móng tay của bạn ấy mà kiểu như là nó bằng ấy mà nó lại ngắn ấy thì thường là cái tính tình của bạn thường là những cái người xấu tính, như các bạn nhiều cái xấu tính, vừa bằng lại còn vừa ngắn. Có một cái kiểu nữa, trạng thái nữa là cái móng móng tay các bạn làm mà móng tay kiểu như là nó mỏng ý. Bạn nào mà móng tay mà nó mỏng ý thì các bạn thường là tính tình của bạn nó mềm yếu. Thường là mềm yếu, thường là ngây thơ. Các bạn thường là những cái người mà kể cả nam hay nữ, các bạn ngây thơ, các bạn hồn nhiên, tính tình thì mềm yếu. Còn những cái bạn nào mà móng tay mà kiểu như nó dày dặn ý, các bạn thường là những người nhanh nhẹn, các bạn thường là những cái người mà kiểu như là có nhiều sức khỏe, tinh lực thì nó dồi dào. Các bạn làm cái gì thì các bạn cũng kiểu như là bạn làm cẩn thận ý, đến nơi đến chốn làm kiểu chu đáo ấy. Móng tay mà dày, nói chung móng tay dày là sức khỏe tốt, các bạn nhớ. Còn những cái bạn mà móng tay mà mỏng thì sức khỏe, tinh lực nó chưa được mạnh, tính tình thì nó cũng yếu mềm. Mình nói các bạn nhé, tất cả mọi cái trạng thái ở trên cơ thể của bạn nào ấy mà nó dồi dào, sinh lực nó khỏe ấy, cái tính của bạn nó khác. Các bạn cứ để ý đi, cái hôm nào bạn mệt mỏi ấy, cái tinh lực, cái tinh thần của bạn đi xuống ấy, thì cái tính nết của bạn ấy tự dưng nó cũng kiểu nhút nhát, nó cũng kiểu chậm chạp, nó cũng thế này thế kia. Nhưng mà hôm nào mà bạn là những người ấy, mà cái sức lực của bạn nó dồi dào, nó khỏe mạnh, cơ thể bạn khỏe mạnh ấy, thì bạn chả sợ cái gì, bạn làm cái gì nó văng 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 ấy. Thế nên ấy, mọi thứ, mọi cái, nói chung cái sức khỏe ở trong cái nhân tướng nó là cái quan trọng lắm. Cái sức khỏe nó ảnh hưởng đến cái móng, kể cả cái tóc của bạn ấy. Cái sợi tóc của bạn nó thô nó cứng thì những cái người cũng mạnh mẽ lắm, hay là cái lông mày thế thôi. Còn tóc mà cứ mềm mềm mượt mượt mịn mịn ấy, thế này thế kia thì họ lại là những người biết kiềm chế, họ lại là những người nhẹ nhàng ôn hòa chẳng hạn, là như vậy. Cái móng cũng vậy, cái móng của bạn nó quá mỏng nó yếu ấy, thì nhút nhát đúng không? Còn nếu mà nó dày thì ok, thì lại là những người mạnh mẽ, lại là những người nhiều sức khỏe, kiểu kiểu là như vậy. Thế còn móng mềm nữa, móng mỏng rồi, móng dày rồi, bây giờ móng mềm thì như nào? Cái bạn nào mà móng móng tay của bạn mềm ấy, thì nó lại là thể hiện là cái người, kể cả là nam hay nữ, các bạn đều là những người mà nhu nhược, các bạn đều là những cái người mà cái tính tình của các bạn nó nhu nhược, là cái người nhu nhược, là cái người mà hay ỷ lại dễ dựa dẫm, mà là những cái người mà không có cái tính độc lập, thiếu đi cái tính độc lập. Đấy, các bạn cứ để nếu mà mềm. Còn bạn nào móng tay của bạn nào mà cứng ý, thì các bạn thường là những cái người mà những cái bạn này thường là những cái người mà làm cái gì thì bạn có cái sự bền bỉ, các bạn đều là những cái người mà kiểu như là kiên nhẫn ý. Các bạn đều là những người dũng cảm, nhưng mà những cái bạn móng và móng tay cứng ý, thì các bạn cũng đôi khi các bạn cũng là những cái người mà khá là ích kỷ. Bạn có một cái gì đó là ích kỷ này, là kiểu như là cái người nghiêm nghị, là cái người ích kỷ. Nhưng mà các bạn cũng là những cái người mà có cái sức khỏe tốt, nó dồi dào. Nói chung là móng cứng thì là những người khỏe mạnh rồi, là những người khỏe mạnh mà sức khỏe là tốt, các bạn càng khỏe càng tốt.
Còn móng tay mà bạn nào mà móng tay kiểu như là móng tay của bạn nó giòn ý, những cái người mà có cái móng tay mà nó giòn mà nó dễ gãy thì những cái người này họ cũng là những người nhu nhược, những cái người này họ cũng là những cái người mà hay ghen tị, cái tính tình cũng dễ thay đổi. Bạn cứ để ý, bạn làm móng tay mà giòn ý, các bạn thường là như vậy. Và đôi khi nếu như mà cái móng tay của bạn mà nó mà giòn nhưng mà nó lại kiểu như là nó khô ấy, thì bạn lại là những cái người mà dễ cáu giận, dễ nổi giận, dễ cáu giận. Bạn là cái người mà kiểu như là người ta gọi là cái gì nhỉ, thiếu biết kiểm soát, thiếu cái chừng mực, thiếu thiếu cái mực thước ấy, cái kiểu là như vậy. Còn cái bạn nào mà móng tay của bạn nó hay có nhiều những cái kẻ sọc ấy thì các bạn thường là những người có nhiều kiến thức, các bạn thường là những người nhanh trí, các bạn thường là những cái người mà về cái trong về những cái lĩnh vực mà tâm linh thì các bạn tương đối là nhạy bén. Đó. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về những cái tướng móng tay. Thì qua cái móng tay là các bạn cứ để ý xem các bạn là những cái người mà có cái trạng thái móng tay của các bạn như nào. Nếu như cái móng tay của các bạn ấy mà cái tướng mà đi kèm với cả những cái nhiều ưu điểm ấy, các bạn phát huy. Còn nếu như nó đi kèm với cả những cái gì mà nó là cái yếu điểm, cái nhược điểm ấy, các bạn chỉnh sửa. Chỉnh sửa cho nó tốt hơn. Ai cũng thế thôi, ai cũng có cái tốt, cái xấu. Biết cái xấu để mà chỉnh sửa, để hoàn thiện thì là tốt nhất. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.